đây có gốc nở ngành xanh ngọt, nước có nguồn bể cả sông sâu. Người ta sinh trưởng bởi đâu, gốc là tiên tổ ơn sâu rõ ràng. Sinh ra con cháu các hàng, quê hòe thịnh vượng thọ trường, phương anh mắc rồi, mắc rồi. Chuẩn bị trước khi cúng á, là mọi người anh em con cháu ở ngoài tập thử đóng tay được ba ngôi chú tiên. Chúc con cháu mọi đường
còn tâm đức với đời với họ. Người người bình an vô vi, buồn mùa không hạn ách não chân, tám kiếp hương vinh vinh quang thịnh vượng. Là con nước Việt Nam, quyết ngàn
đời là con cháu cao xa, quyết một lòng là con nước. Cao trên khắp Việt Nam, từ Cao Lũ ông cha thời sơ khai nước Việt, đánh đuổi ngoại xâm cứu nước lúc nguy nan. Người Nga xuống núi sông còn in dấu, ghi danh đời đời cho con cháu Cao gia. Cao gia đó những người còn ưu tú làm nên hiền hách của núi sông, đến hôm nay ngàn đời lưu trang sử của những người con dòng sông Cao xa. Bước tiếp cha ông chúng con xin nguyện nói gương người làm rạng rỡ non sông, dòng máu Lạc Hồng còn chảy mãi trong tim, dòng máu Cao xa vẫn luôn chung nhịp đập để hôm nay và mai sau vẫn mãi. Quyết ngàn đời là con cháu Cao gia, quyết một lòng là con nước Việt Nam. Khắp Việt Nam, từ Cao Lỗ ông cha thời sơ khai nước Việt, đánh đuổi ngoại xâm cứu nước lúc nguy nan. Người Nga xuống núi sông còn in sâu, ghi danh đời đời cho con cháu Cao xa. Cao xa đó những người còn ưu tú đã làm nên hiền hách của núi sông, đến hôm nay ngàn đời lưu trang sử của những người con dòng sông Cao xa. Bước tiếp cha ông chúng con xin nguyện nói gương người làm rạng rỡ non sông, dòng máu Lạc Hồng còn chảy mãi trong tim, dòng máu Cao xa vẫn luôn chung nhịp đập để hôm nay và mai sau vẫn mãi. Quyết ngàn đời là con cháu Cao xa, quyết một lòng là con nước Việt Nam. Cao xa đó những người còn ưu tú đã làm nên hiền hách của núi sông, đến hôm nay ngàn đời lưu trang sử của những người con dòng sông Cao xa. Bước tiếp cha ông chúng con xin nguyện nói gương người làm rạng rỡ non sông, dòng máu Lạc Hồng còn chảy mãi trong tim, dòng máu Cao xa vẫn luôn chung nhịp đập để hôm nay và mai sau vẫn mãi. Quyết ngàn đời là con cháu Cao xa, một lòng là con nước Việt Nam. Quyết ngàn đời là con cháu Cao xa, quyết một lòng là con nước. Yeah.
ngoài sâm cứu nước lúc nguy nan, người ngã xuống núi sông còn in dấu, ghi danh đời đời cho con cháu Cao Già. Cao Già đó những người còn ưu tú đã làm nên hiền hách của núi sông, đến hôm nay ngàn đời lưu trang sử của những người con dòng sông Cao Già. Bước tiếp ra ông chúng con xin nguyện nói gương người làm rạng rỡ non sông, dòng máu là không còn chảy mãi trong tim, dòng máu Cao Già vẫn luôn rung nhịp đập để hôm nay và mai sau vẫn mãi. Quyết ngàn đời là con cháu Cao Già, quyết một lòng là con nước Việt Nam. Khai nước Việt đánh đuổi ngoài sâm cứu nước lúc nguy nan, người ngã xuống núi sông còn in sâu, ghi danh đời đời cho con cháu Cao Già. Cao Già đó những người còn ưu tú đã làm nên hiền hách của núi sông, đến hôm nay ngàn đời lưu trang sử của những người con dòng sông Cao Già. Bước tiếp cha ông chúng con xin nguyện nói gương người làm rạng rỡ non sông, dòng máu là không còn chảy mãi trong tim, dòng máu Cao Già vẫn luôn chung nhịp đập để hôm nay và mai sau vẫn mãi. Quyết ngàn đời là con cháu Cao Già, quyết một lòng là con nước Việt Nam. Cao Già đó những người còn ưu tú đã làm nên hiền hách của núi sông. Kính thưa các bà, các bác, các anh, các chú, các chị và các cháu, theo thông lệ hàng năm rằm tháng riêng để họ chúng ta ngoài việc cúng cầu, trong đó có một nội dung là một công tác khuyến học cho các cháu đang học tại các trường. Riêng rằm tháng riêng năm nay 2024 sắp hiện tổng số họ con cháu của chúng ta như vậy, danh sách học sinh của họ chúng ta rằm tháng riêng năm 2024 gồm có học sinh giỏi quốc gia một cháu, đó là Cao Võ Minh Đức, giỏi nhất toán quốc gia, con của ông Cao Võ Sơn và bà mẹ Thư, một cháu đầu đại học, hai cháu giỏi tỉnh. Về giỏi nhà trường 24 cháu, về tiến tiến của nhà trường là 9 cháu, học sinh vượt trội là 7 cháu và bé trăm ngoan học giỏi là 17 cháu. Đó là tổng số học sinh giỏi năm 2024 để hỏi chúng ta làm công tác khuyến học. Sau đây xin mời 4 cháu. Một là cháu Cao Võ Minh Đức, một cháu đầu đại học, hai cháu học sinh giỏi dạy. Mời 4 cháu lên trước. Chúng quay và đi về nhà thờ. Mời lên.
quay mặt ra đây, đứng quay mặt ra đây, đứng quay mặt quay ra đây, cháu cao thì Ánh Nguyệt, học hết rồi cấp tỷ, cháu cao ba, cao thì Thu Hà, con Tuy Nhiên, cháu cao thì Hằng Nga, con cao Bùn 611, mời bốn cháu lên sân khấu rồi. Tôi nhân giờ cửa họ mời phát mặt trời cho cả họ. Nhân trong nước thì bố thân để thay. Cháu Hà bố trên để thay. Có trong đi thì ông dành gì? Có mời nhà đó mình thấy không? Chắc được. Mình học, mình học, mày học, mình 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 học, xin cảm ơn trường học và xin cảm ơn các gia đình các bạn học. Xin mời sau đây tiếp tục xin mời cháu Cao Thị Thị An, Thị An số 10, cháu Cao Thị Hành ở số 11, cháu Cao Bá Vũ, à cháu Cao Hoàng Thiền Anh ở trong kia, cháu Cao Ba Duy, con Cao Ba Màu ở trong đó, cháu Cao Ba Quang, à cháu Cao Cao Ngọc Ngất, con Cao Ba Quang, cháu Cao Ba Tuấn Kiệt, con Cao Ba Thái, cháu Cao Phan Quỳnh Anh, con này. Ngày nay cháu Cao Phan Quỳnh Anh là hôm qua rồi đó tôi vẫn là khi nhận cái khen không hỏi thăm đấy bố mẹ tên là gì cho nên bây giờ chưa biết là con là con à cháu thì cũng anh ở trong kín. Xin mời các cháu lên, cháu lên, cháu nào, đặt cháu lên. Cao Thị Yến Nhi ở trong kia, trong tảng, Cao Thị Yến Nhi. Cao Thị Tường Vi. Cao Thị Khánh Linh. Cao Thị Ta Mỹ. Cao Bá Nhật Mỹ. Cao Bá Nam. Cao Thị Mai Phương. Cao Thị Bảo Ngọc. Cao Bá Hoa, à Cao Bá Anh Hoa. Cao Bá Phúc Nguyên. Cao Thị Mạc Anh. Cao Bá Mạnh Thắng. Cao Bá Minh Nhật. Cao Bá Tuấn Kiệt. Cao Thị Ngọc Hà. Cao Hà Cát. Như vậy kỹ số rồi lượt mất là xin mời các cháu và xin mời công nhân và mời công dân đại diện thay mặt cho phát ngoài cho các cháu cứ đọc đấy đọc đấy đọc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
to qua. Go!
cuối là Cao Ngọc Khánh Nhất, con Cao Bá Thư, Hảo ở lớp 11. Mời các cháu lên cửa trước. Rồi coi mấy tiền lắm rồi đứng yên các cháu khoảng trong rồi đứng yên để con chụp ảnh. Một lần nữa thay mặt cho hội đồng giám đốc xin chân thành cảm ơn các cháu và chúc các cháu 64 cháu được bữa học năm nay cố gắng mang năm 2324 và những năm về sau chúng ta tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được. Phấn đấu tốt hơn, học với danh và danh giá danh tiếng là họ Cao Bá. Một ra đề nghị thank you.
vui nào để rút chia tay máu đây về chúng ta còn cùng với gia đình. Cho nên mọi công việc là cố gắng nhanh gọn để đảm bảo thời gian cho các gia đình làm cầu cúng ở gia đình. Một cái việc nữa là trước cái gặp tháng ba sắp tới 2023 thì khi họ một rất là nhiều trường chỗ trong nhân chỗ Bắc Quế Bắc Đài và các bác là sẽ công đức cho họ một con lợn là khoảng 6 yên. Lấy cái hình chúng ta nhận được ngay. Chứ vấn đề thứ hai là bộ quần áo cũng của ta thì sắp cũng đã lâu rồi. Cho nên là quá thì báo đổi với trong dòng tộc và nhất là hội đồng gia tộc Bảo Anh nhất là ban cúng ấy thì ý kiến là sẽ thay đổi khi bộ quần áo cũng là chứ không dùng cái bộ mùa này nữa mà để dùng bộ mới. Còn bao nhiêu đỏ, bao nhiêu vàng, bao nhiêu xanh thì sẽ tính toán. Nhưng mà qua cái thông báo này thì đề nghị là có cháu ai có công đức thì nhanh chóng tự giá trị để rồi không lại tranh nhau mà nó cùng khổ. Đề nghị chúng ta hưởng ứng và chỉ đi. Bây giờ là việc hậu cần, đây thì bắt đầu cần khẩn trương để bay một tí để chúng ta cũng tiến tiểu đầu dân nhân rằm tập trước 2024 trăm thịt. Một lần nữa thay mặt hội đồng dân tộc xin chân thành cảm ơn các gia đình trong đồng bào tộc đã có lòng có công về với họ, về với tổ tiên để cúng vào rằm tập trước ngày hôm nay. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Trang sử của những người con dòng sông cao xa bước tiếp cha ông chúng con xin nguyện nói với người làm sáng sỡ một sớm dòng máu là thông con khỏe mãi trong tim dòng máu cao xa vẫn luôn vững nhịp đập để hôm nay và mai sau vẫn mãi quyết ngàn đời là con cháu một lòng là con nước Việt Nam. Gia đình họ cao trên khắp Việt Nam. Sân cứu nước lúc nguy nan, người ngã xuống núi sông còn in sâu, vì dành đời đời cho con cháu cao xa. Cao xa đó những người con ưu tú đã làm nên hiền hạnh của núi sông, đến hôm nay ngàn đời lưu trang sử. Xa, bước tiếp cha ông chúng con xin nguyện nói gương người làm rạng rỡ non sông dòng máu lạc hồng còn chảy mãi trong tim dòng máu cao xa vẫn luôn chung nhịp đập để hôm nay và mai sau vẫn mãi quyết ngàn đời là con cháu cao xa quyết một lòng là con nước Việt Nam. Cao xa đó những người con ưu tú đã làm nên hiền hách của núi sông đến hôm nay ngàn đời lưu trang sử của những người con dòng sông cao xa bước tiếp cha ông chúng con xin nguyện nói gương người làm rạng rỡ non sông dòng máu lạc hồng còn chảy mãi trong tim
dòng máu Cao Xa vẫn luôn rung nhịp đập để hôm nay và mai sau vẫn mãi quyết ngàn đời là con cháu Cao Xa quyết một lòng là con nước Việt Nam quyết ngàn đời là con cháu Cao Xa quyết một lòng là con nước